Và chiều qua thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Cam Ranh. Tại đây thì nhiều vấn đề được các cử tri kiến nghị, trong đó đất đai liên tục được làm nóng. Tại hội nghị, các cử tri kiến nghị một số bất cập còn tồn tại trong thực tế như cần điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với nồng độ cồn khi tham gia giao thông, các vấn đề về bảo hiểm y tế và tăng tuổi cho hội người cao tuổi. Đặc biệt, vấn đề liên quan đến đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại thành phố được các cử tri liên tục phản ánh. Riêng chúc 35 năm này, 15 phiên tòa, 3 lần cưỡng chế, 12 tháng tù gia đình đi tù hết. Đất thì chú giữ mà nó bán qua bán lại 7 cái sổ đỏ. Bây giờ bắt đầu nó mới trong tuần này nó bán tiếp nữa mà tôi khiếu nại không giải quyết. Đất tranh chấp 30 năm sơn tôi xuống tôi nói đúng rào đất tranh chấp tôi thưa tôi tranh nó bộ nha. Bên cạnh đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cũng đã thông báo nhanh kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Chí cũng cho biết thêm, giữa tháng 1 năm 2024, Quốc hội sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để tiếp tục thảo luận và thông qua các luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi.